Mới đây ngày 3 tháng 11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có biểu hiện không được tỉnh táo, cầm vật có hình dạng giống súng, chạy xe máy ngoài đường. Sau đó chặn xe, chỉ vật cầm trên tay dọa người đi đường. Nhiều người đi đường thấy thanh niên cầm vật giống súng nên lo lắng, phải dừng lại hoặc quay đầu xe bỏ chạy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 11. Công an phường An Lạc nhận được tin báo của người dân về việc một người cầm súng đứng chặn xe ở cổng số 2 bến xe miền Tây trên đường Kinh Dương Dương. Công an phường nhanh chóng có mặt, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giữ được thanh niên này và thu giữ vật giống súng đưa về trụ sở công an phường làm việc. Qua kiểm tra, vật được cho là súng, thực ra là súng và đồ chơi đã bị gãy. Thanh niên được xác định là B, 31 tuổi, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Do người này có biểu hiện tâm thần nên công an phường đã làm việc với gia đình thì được biết người này bị bệnh tâm thần và đã điều trị khoảng 4 năm nay. Kết quả kiểm tra người này âm tính với ma túy. Công an phường đã lập hồ sơ xác minh và cho gia đình cam kết bảo lãnh đưa người này về nhà chăm sóc, quản lý.